sao họ muốn chúng ta căm thù Donald Trump. Mọi người đều tham gia vào tái khởi động vĩ đại. Chỉ có một người duy nhất có đủ quyền lực để ngăn chặn chuyện đó, và ông ta biết rất rõ phải làm những gì. Đây là câu chuyện mà tôi đang muốn nói tới. Họ đã phạm sai lầm. Họ đã thử rủ Trump cùng với phía họ. Họ đã mời Trump đến Davos. Và tôi nghĩ vài lần như thế. Nhưng vào tháng Giêng, khi Donald Trump bắt đầu nhìn thấy quái thú mà ông ta chống lại, ông ta đi đến Davos, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và chọc ngay ngón tay to lớn vào mắt của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện để giữ gìn uy nghiêm của Đấng Tạo Vật Thiên Chúa và vẻ đẹp thiên nhiên của thế giới chúng ta. Nhưng để ấp ủ những khả năng của tương lai, chúng ta phải từ chối tiên tri từng nói về ngày diệt vong và những dự đoán ngày tận thế. Những người cảnh tỉnh này luôn yêu cầu cùng một điều: quyền lực tuyệt đối để thống trị, hoán chuyển và kiểm soát mọi mặt cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ để bọn xã hội chủ nghĩa cơ hội tàn phá nền kinh tế của chúng ta, hủy diệt đất nước của chúng ta. Hai ngày sau bài phát biểu của Donald Trump, nhà tỷ phú lập dị cánh tả, 89 tuổi, George Soros đã can thiệp khẩn cấp tại Davos một lần nữa, cảnh cáo rằng bầu cử Mỹ năm 2020 sẽ quyết định số phận của toàn thế giới hiện nay trong ngữ cảnh Davos. Hãy nhìn kỹ vào chuyện này một lần nữa. Đây là một tháng sau khi Donald Trump phát biểu tại Davos và chỉ ngón tay to lớn vào mặt họ. Đây là những gì Francis Vatican và Jeffrey Sachs đã đáp lại. Đây là một quốc gia nguy hiểm. Ngay bây giờ, nó hoàn toàn rất nguy hiểm. Nếu Trump tái đắc cử, Francis mời người này đến nghị viện Amazon như là khách mời và là cố vấn dân sự. Ông ta cũng là cố vấn của Bernie Sanders. Ông ta làm gì ở Vatican? Tại sao người này lại làm nhà quảng bá cho chủ nghĩa xã hội lỗi thời? Cho cái người xã hội chủ nghĩa Sanders Bernie, ông ta cố vấn gì cho Đức Giáo Hoàng? Tại sao ông ta lại có thể ra vào mọi cánh cửa ở Vatican? Sachs ủng hộ phá thai và ngừa thai. Nhưng đó đâu phải là vấn đề của Vatican, của Đức Giáo Hoàng Francis và bạn của ông ấy tại Liên Hợp Quốc. Donald Trump là vấn đề. Rõ thôi, tôi cho rằng chính quyền Trump là mối nguy hiểm cho thế giới. Nhưng tôi nhìn nhận rằng đây chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ biến mất vào năm 2020. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị cũng thấy đó. Họ căm hận Trump nhiều đến mức nào? Bởi vì ngoài những thiếu sót của ông ấy còn là một nhà tư bản chủ nghĩa. Ông ấy không phải là người theo chủ nghĩa toàn cầu. Quý vị sẽ không bao giờ là một trong bọn họ. Đó là lý do tại sao ông ấy rút khỏi Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris. Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi Liên Hợp Quốc, khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, mà đó là công ty của Bill Gates, và luôn đe dọa rút Mỹ khỏi luôn Tổ chức Thương mại Thế giới. Người ta nói rằng Donald Trump kết hôn hai lần, ông ta là người xấu. Thật không? Ông ta ở ngay trước mặt những kẻ xấu xa trong đám bạn bè. Chẳng ai nói ông ta là thánh cả. Ông ta đã quật ngã những con bò thần thánh trên khắp thế giới của Liên Hợp Quốc. Hội đồng thường trực bầu 185 phiếu chống Mỹ về các mặt hiện nay. Và quý vị còn nhớ khi nhắc đến Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm 2019, một lần nữa, ngay trước khi COVID xảy ra, Trump đến Liên Hợp Quốc và trên diễn đàn Hội đồng Bảo an, ông ấy tuyên chiến với chủ nghĩa toàn cầu hóa. Những nhà lãnh đạo thông thái luôn đặt lợi ích của dân tộc và đất nước họ lên trước. Tương lai không thuộc về bọn toàn cầu hóa, tương lai thuộc về những người yêu nước. Ngay sau bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Donald Trump đã thực hiện những gì mà quý vị nghĩ đã xảy ra. Coronavirus phát tán trên toàn thế giới, nền kinh tế đang thăng hoa của Mỹ đã phải dựa vào trợ cấp để sống còn. Quý vị có nghĩ đó chỉ là vô tình? Khi họ yêu cầu tất cả chúng ta phải ở nhà, đeo khẩu trang để tránh cho bà bị nhiễm bệnh, xin hiểu chuyện gì thực sự xảy ra. Họ chẳng quan tâm gì đến bà của quý vị đâu. Họ cũng chẳng quan tâm đến những người già. Họ không quan tâm đến trẻ sơ sinh.
Họ muốn những người này cứ chết hết đi để mà họ có thể dành chỗ cho người khác. Họ đã sát hại hàng triệu em bé trên thế giới. Họ không quan tâm đến trẻ em hay người già. Thực tế, nếu quý vị muốn cứu bà của quý vị, hãy bảo cái bọn toàn cầu hóa tránh xa bà ấy ra. Quý vị có những người già như hồi Kumo và cái bọn đó đã gửi những bệnh nhân COVID đến các nhà dưỡng lão. Đó là cách họ quan tâm đến những người già đấy. Trò chơi này là đánh sập nền kinh tế Mỹ, sau đó vớt nó ra để mọi người đều muốn tái khởi động vĩ đại, thực hiện bình thường kiểu mới là cách không bình thường, không thể chịu được cho cả quý vị và cả tôi. Có thể sau đó quý vị phải van xin thuốc chủng ngừa, bởi vì lúc đó nó làm chúng ta bị điên lên hết rồi. Lúc đó cứ cầu xin có bất cứ thứ gì mà có thể giữ chúng ta được yên ổn theo cái điều kiện của cái bọn cai tù, bọn điều hành, bọn trông sở thú của chúng ta. Đó là cách mà họ muốn. Đó là tại sao họ luôn dùng những từ bình thường mới. Chúng ta phải chống lại, chúng ta phải đi làm, trở lại trường học. Nếu quý vị khỏe mạnh, hãy bỏ khẩu trang. Và vì Chúa, hãy trở lại nhà thờ và cầu nguyện rằng Donald Trump sẽ thắng cử vào tháng 11. Đó là tái khởi động. Đó là chuyện thông đồng nghe. Đó là những gì hoang đường chất phế mà quý vị thấy đó suốt 4 năm để ngăn chặn người đàn ông này. Bởi vì nếu ông ấy làm cho Hoa Kỳ mạnh mẽ, nếu ông ấy làm cho nó vĩ đại trở lại, nếu nền kinh tế này thịnh vượng trở lại, việc tái khởi động không thể thực hiện, trật tự thế giới mới bị đẩy lùi. Ai mà biết được khi nào họ lại bày ra một trò corona khác giống như cái này một lần nữa. Họ biết chuyện đó. Vì thế hãy tự hỏi tại sao họ lại căm ghét người đàn ông này thế. Quý vị ơi, những người này, họ căm thù Thiên Chúa, họ căm ghét thai nhi, họ căm ghét gia đình truyền thống, họ căm ghét quý vị. Và họ căm ghét Donald Trump, người mà các đối thủ chính trị ngay bây giờ đang cố gắng đập phá những bức tường các thánh, đánh đập cảnh sát, đốt quốc kỳ. Quý vị nói quý vị không thích Trump. Ồ, tiếc thôi, nhưng ai quan tâm chứ? Đây đâu phải vấn đề nữa. Nếu quý vị chỉ nghĩ đến tính cách cá nhân của ông ấy hay những tweet của ông ấy, hãy nhìn kỹ vào một bức tranh tổng thể. Sự lựa chọn rất đơn giản. Quý vị hãy đứng cùng với Hoa Kỳ ngay bây giờ, hoặc té ngửa với bọn trật tự thế giới mới trong thời gian rất gần. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Michael Matthew, hẹn quý vị trong tuần tới.